em xin kính chào quý anh chị. Hiện tại em đang đứng ở đường Nam Kinh Thâm Thu. Ở kinh này là kinh Thâm Thu anh chị. Ở đây em có căn nhà hiện đang kêu bán. Diện tích 7x21m, 990 triệu, có thương lượng. Rồi, xung quanh khu vực này ha. Cái nhà thì trước tiên em nói về hướng đường đi ha. Thì phía trước mình đây là cái con đường này là xe tải ô tô tới vô tới nhà luôn ha. Thì mình đi lên thẳng lên là đụng cái ngã ba Lậu Đình. Mình rẽ trái là khoảng 100m là mình tới quốc lộ 50 quý anh chị. Ở khu vực này thì nó rất gần với chợ Bình Tây, Bách Hóa Xanh, trường học, ủy ban dân xã cũng như là các tiện ích xung quanh. Ở đây thì mình rất là gần trung tâm huyện Gò Công Tây. Từ đây tới trung tâm huyện Gò Công Tây tầm khoảng là 3 cây số là mình tới chỗ ngã ba là Hòa Đồng rồi hả quý anh chị. Thì hướng ngược lại, hướng này mình chạy thẳng luôn á là mình tới chỗ xã Bình Nhì. Rồi lộ số 4, số 7 xã Bình Nhì hả quý anh chị. Số 4, số 6, số 7 của xã Bình Nhì. Mình rẽ phải thì mình cũng ra quốc lộ 50 và mình về thị trấn Vĩnh Bình hả quý anh chị. Thì tuyến lộ này là nó song song với đường Bắc Kinh Thâm Thu là đường bên nhựa bên kia ha. Đây có hai con đường cặp sông Kinh Thâm Thu hả quý anh chị. Rồi thì cái căn nhà này là có diện tích là 148m², có 50 thổ cư. Đó. Chiều ngang thì này tầm 8m không ta? Nãy em có chưa có coi bằng đâu. Để anh đếm anh biết rồi. Cái nhà này 6 thước mái, chiều ngang tầm khoảng 7 thước á quý anh chị. Đó, gạch dán cao tới gần tới nóc lên nè. Đó, cửa cây này, cửa cây hả quý anh chị. Nội thất thì gia chủ để lại không có bán hả anh chị. Nè, cái đây là sông gỗ nha quý anh chị. Ở đây mình có hai phòng ngủ và một gian bếp rất rộng quý anh chị. Này phòng ngủ thứ nhất ha. Này phòng ngủ thứ hai. Đây không gian này thì cũng còn khá rộng. Ở đây thì mình có phòng ăn với một cái toilet. Bếp cũng khá chỉnh chu hả quý anh chị. Đó. Nói chung nhà này ở là rất tuyệt vời. Đây mình cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 65 cây số là mình tới, đi rất là tiện lợi nha quý anh chị. Đây rất là êm, xe chạy thì cũng không quá là ồn ào lắm. Thì ở đây là view sông, view kênh. Quyền Gò Công Tây, Tiền Giang hả quý anh chị. Nhà này còn rất là mới nha quý anh chị. Thì từ đây thì mình lên Mỹ Tho tầm khoảng 30 phút là mình tới nha quý anh chị. Đây mình về hướng rất là nhiều hướng. Đó. Rồi em xin kết thúc video. Thì trước khi kết thúc thì quý anh chị có quan tâm thì vui lòng kết bạn qua số điện thoại 0973 267524 thì em sẽ gửi thông tin sổ sách cho quý chị tham khảo. Nhà rất tuyệt, có bãi đậu xe được luôn nha quý chị, xe ô tô. Rồi, em xin kết thúc video, hẹn quý chị ở những video tiếp theo. Để em ra đây tổng thể cho quý anh chị xem ha. Kênh rất là mát mẻ ha. Đó. Địa chỉ của mình là ấp Bình Tây, xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang ha quý anh chị. Nhà này còn rất là mới nha quý anh chị. Thì từ đây thì mình lên Mỹ Tho tầm khoảng 30 phút là mình tới nha quý anh chị.
Đây mình về hướng rất là nhiều hướng. Đó.